Xin chào các bạn, đây là mai vàng. Để nhau nhá, đừng để đưa đi với nhá. Để nhau nhá. Hai lá để sấy luôn được rồi. Ba nghìn bầu mai vàng. Chói quá. Cao quá, thành ra là sàn dưới nó bị cực mất rồi. Loại bầu này cũng phải hơn 2 tháng trong bầu rồi. Về trồng 20 ngày sau, 1 tháng sau là ra măng. Nuôi vịt không kịp. Nuôi vịt không kịp mà. Xác định trồng măng mà nuôi vịt thì nuôi vịt không kịp. Mẹ, cái này lá tuyệt phổ ghê lắm. Nhậm. Dính nước mưa hôm qua mưa. Mẹ ơi, cái này nửa này. Cái ngoài bầu kia nó luôn này. Không có dễ là chết. Không có dễ là sống lên. Mà khi rễ nó phải đan vào rồi mà nó sống 100% rồi nó mới lên được cành. Này, xe này là về chỗ địa chỉ chỗ nào đây em? Địa chỉ khách ở phố Tân Lộ. Một cái không muốn nổi tiếng. Khách bảo là tạm thời rất mất địa luôn. Chấm tiếp đi. Anh chấm lên. Xe dài đến mười mấy mét, 3.000 bầu mai vàng.